Dạ chào anh chị nhé. Em Khải đây. Em đang đứng ở dự án Swan Park. Hôm nay em quay hình ảnh thực tế dự án Swan Park ngày 31 tháng 8 năm 2018. Đây là đường Tôn Đức Thắng, đường hay còn gọi là 25B. Đường này thì chạy ngang qua dự án của mình, chia dự án của mình làm hai phần. Phần bên tay trái là bên đang thi công, bên tay phải của mình là cái nó vẫn thuộc dự án Swan Park. Quy mô của nó là 942 hectare. Phía cuối cái phần này là cái đường 25C, đường đi sân bay Long Thành đó. Chạy thẳng cái đường Tôn Đức Thắng 25B là khoảng vài trăm mét là tới khu trung tâm hành chính của huyện Nhân Trạch. Đây là cây xăng Tín Nghĩa. Theo quy hoạch thì đường Tôn Đức Thắng 25B này sẽ mở rộng ra là 80 m. Còn đường 25C ranh giới phía nam của dự án là đường 25C là theo quy hoạch nó là 100 m. Bây giờ em sẽ chạy vào cái dự án để xem cái tiến độ dự án tới đâu rồi nhé. Phía trước cổng thì các cái công nhân đang thi công cái phần cảnh quan cổng chào của dự án Swan Park. Thì các công nhân này đang trải thảm cỏ. Từ bên ngoài nhìn vào thì cái cổng chào của Swan Park khá là lớn, khá là đẹp. Chủ đầu tư đã đầu tư khá là quy mô. Còn đây là cái đường chính và dự án của mình. Đường này thì nó rộng 60 m, mỗi bên có 4 làn xe. Hiện tại thì về cảnh quan cây xanh, đường xá, vỉa hè thì chủ đầu tư đã làm rồi, khá là đẹp và chỉnh chu. Hàng ngày đều có công nhân chăm sóc và vệ sinh cái dọc cái trục đường này. Các anh chị thấy cái vỉa hè bên chủ đầu tư làm khá là đẹp, khá là chỉnh chu. Swan Park thì đã mở bán được giai đoạn 1 rồi. Giai đoạn 1 thì mở bán là 710 căn biệt thự nhà phố shop house. Mở bán vào tháng 12 năm 2017 đến đầu tháng 3 năm 2018 là bán xong. Từ cây xăng mình đi vào thì đi một đoạn thì mình sẽ gặp một cái vòng xuyến đầu tiên của dự án. Cảnh quan cây xanh ở đây được làm rất là đẹp. Các chị công nhân đang đang tưới và chăm sóc cảnh quan ở đây.
Hiện tại thì ở Son Park anh chị khi vào anh chị sẽ thấy đang có hai cái nhà. Hai cái nhà này trước đây nó là nhà mẫu của Tín Nghĩa hồi xưa. Bây giờ thì hai cái nhà này cũng đã có người ở rồi. Hai người về ở rồi. Còn cái nhà mẫu mới của dự án Son Park thì chưa chưa có chưa có, sắp tới là chuẩn bị xây dựng hai cái mấy cái nhà mẫu của Son Park. Hiện tại nó chỉ có mô hình ở đang đặt ở cái Sail Gallery ở trên đảo Đại Phước á, ở trên bên Swan Bay, thì ở bên đó nó có cái mô hình, ở bên đó nó có mô hình của các cái nhà phố biệt thự shop house của Swan Park. Còn về nhà mẫu thực tế thì hiện tại chuẩn bị sắp xây thôi chứ chưa có. Nếu mà anh chị để ý, nếu mà anh chị để kỹ sẽ thấy là ở dự án Swan Park này, thì cái diện tích đường xá hoặc là cái mật độ cây xanh ở cái dự án này nó khá là lớn á. Theo thông theo quy hoạch á, thì Swan Park nó có mật độ cây xanh trên đầu người là tới 30 mét vuông trên đầu người. Trong khi đó thì theo thống kê ở Sài Gòn nó chỉ có 1 mét vuông trên một đầu người, hay các thành phố khác ví dụ như là ở Bangkok thì 3 mét vuông một người, hay là ở Thượng Hải thì 18 mét vuông một người, Singapore thì có 66 mét vuông trên một người. Như vậy thì cái mật độ cây xanh ở Sohan Park nó chỉ xếp sau Singapore về mật độ cây xanh. Tính ra 30 mét vuông trên một đầu người thì mật độ rất là lớn anh chị. Ngoài ra có một cái thông tin cũng khá là thú vị nữa, đó là Sohan Park sở hữu một cái hồ nước nhân tạo giải trí rộng 22 hectare. Để mà nó dễ hình dung thì cái độ rộng của cái hồ này á, thì nó gấp 2 lần cái hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội á. Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội thì rộng 11 hectare, thì cái dự án Swan Park này sở hữu một cái hồ nhân tạo rộng 22 hectare, gấp 2 lần. Ngoài ra thì cũng có một cái công viên triển lãm văn hóa rộng 29 hectare, tức là nó gấp 1,5 lần so với cái Thảo Cầm Viên ở Sài Gòn á. Đây là những cái con số khá là ấn tượng, khá mà những cái khách hàng mua ở người ta rất là thích. Mật độ cây xanh hay là cảnh quan môi trường sống ở Swan Park rất là tốt. Bây giờ em chạy lại cái khu mở bán giai đoạn 1, cái khu xem thử nó khu nào và bây giờ nó đã thi công đến đâu rồi nhé. Đây là cái quy hoạch tổng thể của giai đoạn 1 này. Các nhà thầu đang thi công cái phần công viên chung. Để em nói sơ qua về cái giai đoạn 1, anh chị nào mà chưa nắm thì sẽ biết thêm nhé. Thì giai đoạn 1 á, mở bán vào tháng 12 năm 2017, bao gồm có 710 căn. Thì trong đó nhà phố có diện tích chiều rộng là 7,2 m, dài là 21 m, một trệt, một lửng và 3 lầu, thì có 72 căn. Này là shop house anh chị. Còn cái loại thứ hai là loại biệt thự đơn lập, thì rộng là 12 m, dài là 20 m, bao gồm có một trệt 2 lầu. Thì trong 710 căn thì nó có 30 căn. Loại thứ ba là biệt thự song lập, rộng 9, dài 19 m, cũng một trệt 2 lầu và nó có 52 căn. Nhà phố cảnh quan thì rộng 6,3 m, dài 17 m, cũng một trệt 2 lầu, có 340 căn trong tổng số 710 căn. Và loại thứ năm là nhà phố sinh thái, rộng 6,3 m, dài 17 m, một trệt 2 lầu, có 216 căn. Như vậy cái phần nhà phố thì nó có hai loại diện tích đất, nó giống nhau nhưng mà nó khác nhau về phần diện tích xây dựng. Swan Park tổng thể là 942, 941,5 hectare, được xây dựng theo mô hình giống như Phú Mỹ Hưng. Khi mà cái giỏ hàng của giai đoạn 1 mở bán á, thì có những căn shop house bán hết là sớm nhất, thì điều này không không có lấy gì làm lạ. Nhưng mà có một cái điều ngạc nhiên là những cái căn biệt thự đơn lập và song lập lại bán nhanh hơn là nhà phố. Những căn mà có giá trị cao là bán nhanh hơn. Điều này làm cho sale với chủ đầu tư khá là ngạc nhiên á, và điều này nó cho thấy những khách hàng có tiền, người ta thích dự án này và mua cái dự án này, là đa số họ là xác định để ở không phải là đầu tư, nên họ mới mua những cái căn biệt thự có giá trị lớn thay vì mua những cái nhà phố có giá trị nhỏ để mà dở bán lại. Trong cái giai đoạn 1 thì có một cụm các cái tiện ích chung dành cho cái cụm này, ví dụ như là cái hồ bơi, clubhouse, khu barbecue, picnic, cửa hàng bán lẻ, kiosk vân vân á, thì cái khu tiện ích này chỉ dành riêng cho cái cụm này thôi. Nè,
chủ đầu tư thì đang cho xây cái khu tiện ích này trước rồi sau đó mới xây các cái nhà phố biệt thự sau. Thì cái giai đoạn 1 thì gọi là khu The Garden Town, Sở Quan Bác thì xây theo cái mô hình giống phố Nguyễn Hưng lúc nãy em cũng có nói rồi. Vài anh chị thì có hỏi về về cái gì, về đất nền ở Swan Park á, thì em cũng có trao đổi là Swan Park không có bán đất nền anh chị, Swan Park chỉ bán nhà gắn liền với đất thôi. Tức là khi mà anh chị mua với cái giá mà thông báo thì nó đã bao gồm đất và nhà trong đó rồi, nhà khi bàn giao thì nó hoàn thiện bên ngoài và nó thô bên trong. Về thông tin mở bán giai đoạn 2 á, thì sắp tới bên chủ đầu tư sẽ mở bán rơi vào tầm khoảng cuối tháng 10 đầu tháng 11. Về vị trí á, thì bên chủ đầu tư chưa công bố, nhưng mà riêng về cá nhân của em nghĩ á, em đoán á, là cái khu đối diện cái khu giai đoạn 1 á nó nằm bên kia đường 60 m. Khu đó thì bây giờ cũng đã rào tôn lại rồi. Cái việc chủ đầu tư mà xây dựng cái tiện ích trước cộng với việc mà không bán đất nền á mà bán nhà gắn liền với đất á, thì chủ đầu tư đang giải quyết cái bài toán kéo doanh về. Khi mà các tiện ích đã có đầy đủ, có sẵn nhà ở đó rồi thì cái tốc độ tạo thị nó sẽ nhanh hơn, qua đó thì cái bất động sản của những cái cư dân ở đây nó cũng sẽ tăng nhanh hơn so với những cái dự án lân cận khác ở cái khu này. Về cái nhà thầu đang thi công cái tiện ích ở đây là nhà thầu Tuấn Lê, nhà thầu cũng khá là uy tín, đang xây dựng các cái tiện ích cho chủ đầu tư nước ngoài cũng của Singapore, đó là Capital Land. Thì Tuấn Lê cũng nhà thầu xây dựng các cái tiện ích ở Swan Park này. Với lại có một cái em rất thích ở cái dự án này, đó là cái mật độ cây xanh, đường xá, cảnh quan chủ đầu tư làm rất là đẹp, rất là chỉnh chu. Qua đó khi mình về ở mình sẽ thấy rất là thoải mái, không khí trong lành. Về chủ đầu tư thì là Swan City ở Việt Nam, thì hiện tại đang làm hai dự án là dự án Swan Bay và dự án Swan Park. Dự án Swan Bay thì nó nằm trên đảo Đại Phước, nó là cái dòng sản phẩm cao cấp hơn dự án Swan Park, nó bao gồm cả biệt thự, dinh thự, nghỉ dưỡng. Hiện tại trụ sở chính của chủ đầu tư Swan City là đang đặt ở bên Singapore. Qua giai đoạn 1 thì em thấy đa số các cái khách hàng mua Swan Park thì đa số là những khách hàng có nhiều tiền. Swan Park là cái bất động sản thứ ba thứ tư trở lên rồi, và mục đích khi mua cái bất động sản ở Swan Park là tích trữ tài sản và gia tăng giá trị trong trung và dài hạn hơn là mua lướt sóng. Trong giai đoạn 1 thì rất nhiều khách hàng mua hai sản phẩm trở lên. Lý do thì em đoán thì một phần cũng vì cái dự án này có chủ đầu tư là nước ngoài á, thì theo luật mình thanh toán cái tiến độ thanh toán nó cũng nhẹ, từ lúc mua đến lúc mình nhận nhà mình thanh toán cũng chỉ có 50% thôi. Do đó thì thay vì mình mua một cái sản phẩm ở những dự án khác thì mình mua hai cái sản phẩm ở dự án Swan Park. Điều này nó giải thích vì sao mà 710 căn ở trong giai đoạn 1 mở bán thì chỉ trong 3 tháng là bán xong. Tính ra mỗi tháng bán cũng hơn 200 căn, một một cái con số khá là ấn tượng về đất nền. Bây giờ em đang chạy ra, em đang chạy từ bên trong chị ra cái đường 25B hay là đường Tôn Đức Thắng á. Ok, anh chị nào mà có quan tâm cái dự án này mà lúc trước chưa có đặt chỗ, hoặc là bây giờ muốn mua ở giai đoạn 2 từ giá gốc của chủ đầu tư luôn á, thì chủ đầu tư Swan City sẽ mở bán Swan Park vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 á, thì anh chị cứ liên hệ với em có để cái số điện thoại trên cái video. Cái việc đặt chỗ sớm á, thì nó có quyền lợi cho khách hàng, đó là anh chị được quyền chọn căn trước khi mà có rổ hàng á. Thì những cái căn mà vị trí đẹp, những cái căn giá tốt hoặc là những căn mặt tiền thì anh chị đặt chỗ sẽ được chọn trước, rồi sau đó mới bung cái giỏ hàng ra cho khách hàng bên ngoài. Còn hoặc là đến lúc đó thì anh chị có thể thay đổi quyết định, anh chị không mua thì công ty cũng sẽ hoàn trả tiền lại cho anh chị 100% thôi. Và thời gian trả tiền là từ 7 cho đến 10 ngày trong kể từ lúc nhận đơn đề nghị hoàn tiền, 7 đến 10, 7 đến 10 ngày làm việc. Những anh chị nào mà đã đặt chỗ trước đây á, thì cái số thứ tự của anh chị bây giờ cũng khá là tốt á, cho nên cái khả năng anh chị lấy được căn tốt cũng khá là cao rồi.
Hiện tại ở Đồng Nai, trong những tháng đầu năm nay thì những cái dự án mới á, những dự án mới mà bán ra được cấp phép thì rất là hạn chế. Hiện tại bên chủ đầu tư có tổ chức đi xem dự án Swan Pay và dự án Swan Bay và dự án Swan Park á. Thì anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em sẽ đăng ký. Nó có hai hình thức là mình đi xe ô tô và thứ hai là mình đi cano đường sông á. Được tổ chức vào các ngày trong tuần. Anh chị cứ có thể liên hệ với em trước để em đăng ký với chủ đầu tư, rồi sau đó em sẽ tới mình xem thực tế, lúc đó mình sẽ có cái cảm nhận riêng của bản thân mình. Rồi ok, em xin phép dừng cái video ở đây nhé. Cảm ơn anh chị đã quan tâm. Khi nào có những cái thông tin mới hoặc là những cái mới thì em sẽ cập nhật tiến độ qua những cái video sau. Cảm ơn anh chị đã xem video ạ. À.